hôm nay hạnh phúc lắm đó. Ôi hôm nay hạnh phúc lắm đó. Hạnh phúc Aladdin cùng công chúa xinh tươi. Ôi vui ghê là quá vui. Chúc cho Aladdin cùng công chúa xinh đẹp, khắp nơi ta cùng hoa cà reo vui. Aladdin chàng trai đáng yêu dễ thương đó, đã sánh vai cùng công chúa rồi. Nâng ly lên cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Nâng ly lên cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Hãy ca vang lên mừng cho hạnh phúc đó. Nâng ly lên cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Chúc cho Aladdin vui sống cùng công chúa tới bạc đầu. Ôi công chúa xinh đẹp quá đi thôi. Sách giấy cùng chàng trai cũng tốt bụng quá đi thôi. Trong họ với hạnh phúc rạng ngời quá đi thôi. Sao chúng ta không nâng ly uống cho thật say đi nào. Nâng ly cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Nâng ly cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Hãy ca vang lên mừng cho hạnh phúc đó. Nâng ly lên cao cao cùng nhau ta dô dô dô. Cảm ơn các chị rất nhiều vì đã tới chung vui. Cảm ơn nhiều lắm. Ôi con gái của cha, cha vui, hôm nay cha vui lắm. Bởi vì cha đã chọn được cho con gái của mình một vị phò mã vừa có tài vừa có đức. Các con biết không, gần đây thần dân trong vương quốc của ta luôn nhắc tới một vị phò mã tốt bụng hay giúp đỡ người khác, làm cho cha rất hài lòng. Với lại cha nghĩ mình cũng đã tới tuổi phải nghỉ ngơi rồi. Do đó cha quyết định sẽ chọn ngày lành tháng tốt để nhường ngôi lại cho chàng rể của cha. Chúc mừng con mà. Con xin cảm ơn cha, và con nguyện sẽ đem hết sức mình để phục vụ cho đất nước của chúng ta. Đứng lên con của ta. Dạ thưa cha, còn bây giờ con xin phép đi ra ngoài kinh thành để có thể phân phát tiền bạc và lương thực cho những người nghèo khổ. Tốt lắm, con cứ đi, cha tin ở con. Kìa Aladdin, chàng đã quên rồi sao? Bữa nay mẹ chàng có hẹn đến gặp chúng ta mà. Ta nhớ chứ, ta sẽ trở về rất nhanh. Công chúa nè, nàng phải tiếp đón mẹ ta cho thật chu đáo, nhớ nha. Chàng yên tâm, thiếp sẽ hết sức chu đáo. Nhưng mà chàng đi nhớ phải bảo trọng. Nàng yên tâm, ta đi nha. Con gái của cha. Dạ. Dạ, phụ vương có điều chi dạy bảo? Nghe cha dặn nè, lát nữa đây mẹ của Aladdin, tức là mẹ chồng của con, sẽ tới thăm chúng ta. Con phải tỏ ra là một đứa con dâu hiếu thảo và ngoan hiền nghe chưa. Kìa cha, cha không tin tưởng con sao? Con đã thay đổi rồi mà cha. Cha biết là con gái của cha thay đổi rất nhiều rồi, nhưng dặn dò cho kỹ vẫn hơn con à. Nhờ công ơn phụng dưỡng của phụ vương, cho nên con tin rằng con không phải là một kẻ vụng về đâu nha cha. Tốt lắm, vậy là cha yên tâm rồi. Thôi, hãy vào trong chuẩn bị đón tiếp mẹ chồng của mình đi. Dạ. Ai vừa nhắc tới mẹ đó? Ô kìa mẹ. Rồi đây nè. Dạ, con xin ra mắt mẹ. Để mẹ chào anh xui cái đã. Dạ, em xin chào anh xui. Dạ, anh vua. Đứng lên, người nhà với nhau không bà? Bà chị đi, sao không dẫn theo kẻ hầu người hả? Già cả rồi, đi bộ marathon cho khỏe, cần chi kẻ hầu người hạ hả anh? Vậy cũng tốt, con gái. Dạ. Hãy đưa mẹ chồng của con vào trong nghỉ ngơi đi. Dạ, xin phép anh. Dạ, con mời mẹ. Chị xui. Dạ, anh xui kêu em. Dạo này còn xỉu không? Hết rồi hả? Nhớ nha, không xỉu nữa nha. Đây lo lắm đó. Chí ẹ. Muôn tao đức vua, có một vị khách ở xứ sở Phù Tang xin vào ý kiến. Mời vào. Mời vào. Dạ, thần là Sumo, xin ra mắt bệ hạ. Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi à. Miễn lễ. Dạ, thưa bệ hạ, cho phép hoàng hậu của đất nước thần xứ Phù Tang Quan Đào được vào ý kiến. Cho mời hoàng hậu xứ Phù Tang. Dạ, tuân lệnh bệ hạ. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hạ sang có hoa đào anh,
Mùa thu sang có hoa anh đào, mùa đông sang có hoa anh đào, ôi cả năm có hoa anh đào. À, hay, hay lắm. Nói vậy là đất nước các vị hoa nở bốn mùa. Dạ, em xin kính chào Đức Vua Ali Kuti. Dạ, em là xứ sở đất nước Phù Tang, hoa anh đào. Ai là xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa. Nghe hơi gió len vào hồn người, một chiều xuân trôi xa. Chết cha, em quên, em đi lộn lên tuốt lên Đà Lạt luôn rồi. Em ở đâu mà có thấy hoa đào là em cắn vào à. Thưa bệ hạ, xứ sở của thần chỉ có mỗi một bài hát mùa xuân sang có hoa anh đào thôi à. Vậy à? Dạ. Hoàng hậu của xứ hoa anh đào tới thăm đất nước chúng ta, sao không báo trước để ta tiện bề nghinh tiếp? Quân! Dạ thôi, không cần đâu à. Thật ra đó là em đi rong chơi, qua ngày tháng mà hồn đi không hồn phương trời. Dạ, báo quen rồi. Dạ, thật ra đó là khi mà em đi xong chơi đó thì em cũng có cái nhiệm vụ là dẫn đoàn sumo đi thi đấu. Dẫn đoàn sumo đi thi đấu? Dạ. Đây là sumo. Dạ. Không à, sumo nó mập lắm, còn em thì em không có đủ thịt, em chỉ là trọng tài thôi. Dạ, thưa Đức Vua Ali Kuti. Dạ, trước khi ra đi, Đức Lang Quân của em đã nói như vậy. Bye bye. Tôi nói mà nghe. Bà muốn đi đâu bà đi, bà muốn mần cái giống gì cũng được á, hay kệ bà, miễn sao bà nhớ, bà làm ơn bà ghé bà tẹt ngang, bà thăm Đức Vua Ali Kuti là được rồi. Ôi, một đức vua nhân hậu, tốt bụng, đẹp trai, giỏi giang nhất cả cái thế gian này, không ai bằng được. Đâu thiệt. Đức vua của đất nước các vị có lòng tốt nên mới khen như vậy thôi. Yeah. Ta không xứng được như vậy đâu. Dạ không, người nói sao vậy, trời xứng dữ lắm á. Chính vì vậy mà Đức Lang Quân của em muốn tặng ngài một báu vật. Tặng cho ta một báu vật? Bé, báu vật bé, nhớ không bé? Biết rồi. Dạ, đó là một báu vật vô cùng quý giá. Một báu vật hết sức là có trị giá. Một báu vật vô giá. Và một báu vật gọi là không có một báu vật nào bằng báu vật của Đức Lang Quân em. Vậy đó là báu vật gì? Dạ, đó là một cây đèn. Ôi, một cây đèn mà không cần dùng sáp nói vẫn cháy. Hay quá. Không cần dùng tim nói vẫn cháy. Thật là lạ. Không cần dùng lửa nói vẫn cháy. Thậm chí mà ngài muốn nó tắt mà nó vẫn cháy. Ủa, sao kỳ quá vậy? Dạ, tại vì lúc đó nó đang bị mát. Vậy đó là cây đèn gì? Dạ, khi mà thắp cây đèn đó lên thì nó sẽ cháy rực, cháy sáng cả cung điện của ngài. Đó là cây đèn pin. Truyền mang pin đèn. Ủa sao vậy? Sao không ra? Hát mới ra được chứ. Nhát. Mùa xuân sang phải dùng pin đèn, mùa hạ sang phải có đèn pin, mùa thu sang phải dùng pin đèn, mùa đông sang phải dùng pin đèn, ôi cả năm phải dùng pin đèn. Ô đẹp lắm. Rất đẹp và rất lạ. Cả đời ta chưa bao giờ được nhìn thấy hai cái đèn đẹp mà lạ như vậy. Dạ. Đúng là báu vật đây mà. Ôi, ta không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn đối với các vị đây. Ôi, đẹp quá. À, phải rồi, ta phải có một cái gì đó để đền đáp lại tấm chân tình của các vị chứ. Dạ, đúng vậy. Quân! Dạ! Hãy đem vàng bạc châu báu ra đây. Dạ quan, hoàng hậu ơi, trước khi ra đi, hoàng thượng có dặn phải lấy được cây đèn cũ kỳ. Còn nếu như lấy khác đi thì hoàng thượng nhất định nổi trận lôi đình. Hay ca hay quá. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa... Thôi. Dạ đúng vậy à, Đức Lang Quân của em chỉ muốn xin một cây đèn cổ cũ kỹ à.
Nhưng dạ. ta làm gì có cây đèn cổ cũ kỹ? Dạ có, kỹ cổ cũ, dạ ngày có.